dù là không thực sự chứng kiến ở cái thời điểm đấy, thế nhưng mà là con dân Việt Nam thì ai cũng có thể mường tượng được cái sự kiện trọng đại ấy, cái bước ngoặt lịch sử ấy của dân tộc. Thế sau này thì tôi có nghe cái ông bố vợ của tôi đấy, mà ông ấy kể lại cho tôi một cách rất say sưa về cái thời buổi cướp chính quyền để đi đến giành cái độc lập ấy. Thế và ông ấy kể một cách rất là say sưa, rồi thì gọi là nhiệt tình hay là nông nhiệt gì đấy cũng được. Thế mà ông ấy không coi tôi như một con rể, mà coi tôi như một cái lớp người sau này đã truyền thụ lại tất cả những cái không khí của cái cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9 đấy cho tôi. Đấy, phải nói là cái kỷ niệm ấy đối với cái ông bố vợ thật là sâu sắc. Đấy, và vì bản thân ông ấy cũng là cán bộ đảng viên, bản thân ông ấy cũng là người đã từng chỉ huy trong quân đội. Thế cho nên khi nói tôi cảm giác ông ấy như là những cái thước phim nó đọng lại trong ký ức của ông được tuôn trào ra, mà ông ấy dồn cho tôi, thì cái đó là cái mà tôi thấy rất là sâu sắc, và tôi hiểu thêm được là cái tình cảm của người dân mình ở cái thời điểm trọng đại ấy. Nếu chứng kiến cái sự đổi thay của đất nước thì tôi phải khẳng định là nó có những cái đổi thay vượt bậc. Đúng là có người bây giờ họ vẫn cho rằng là cảm giác là nó không có cái gì lớn lắm. Thế nhưng mà ở cái lớp người chúng tôi cũng đã thấy được cái điều đó. Nếu như ví dụ một cái rất là đơn giản ở trong các cái lĩnh vực nông nghiệp đấy, ở cái thời điểm mà chúng tôi biết là có những chỗ người dân vẫn còn phải là kéo cày thay trâu để làm nông nghiệp. Thế nhưng đến bây giờ ấy, thì nó khác hoàn toàn rồi, đúng không? Thế hay là bây giờ ví dụ như là nhà cửa của các cái vùng quê, nếu cách đây độ khoảng vào 50 năm về trước ấy, thì về đến nông thôn thì cái nhà mái ngói là nó chỉ lác đác thôi, toàn là nhà tranh vách đất. Nhưng bây giờ về nông thôn ấy, phần lớn ấy là nhà kiên cố, lớn là nhà ngói, nhà kiên cố. Tất nhiên là vẫn còn có những nhà nghèo, vẫn còn có những mái nhà tranh, nhưng ở những cái vùng sâu vùng xa thôi, chứ còn ở vùng đồng bằng thì cơ bản đã thay đổi rất là nhiều. Thế hay là tôi nói một cái đơn giản về cái phương tiện giao thông thôi. Đấy, cái hồi mà chúng tôi còn thanh niên ấy, là cả trong làng ấy, tôi biết trong làng tôi chỉ có độ khoảng 4 đến 5 cái xe đạp thôi. Thế nhưng bây giờ có những lúc về quê là hàng chục cái ô tô rồi. Thế còn xe máy thì hầu như nhà nào, gần như nhà nào cũng có. Nó như là một cái phương tiện rất là thông thường. Đấy, mình thấy nó có những cái biến đổi như thế. Nhưng mà cái quan trọng nhất là các cái công trình hạ tầng cơ sở. Ví dụ như đường giao thông là có những cái đột biến. Thế hay là các cái cầu cống, các cái cầu lớn để bắc qua các cái con sông lớn, thì đấy là một sự đột biến. Thế hoặc là những các cái nhà máy xí nghiệp nó mọc lên quá nhiều so với cái thời kỳ cách đây 40 năm về trước.